Năm đặc trưng nổi bật của những phụ nữ dễ khiến cánh mày râu mê đắm, nơi được làm vợ là phúc đức một đời. Phải là mẫu phụ nữ như thế nào mới khiến cánh mày râu say đắm và nguyện dùng cả cuộc đời mình để che chở, yêu thương? Một người phụ nữ xinh đẹp luôn khiến đàn ông muốn ngắm nhìn nhiều hơn một chút, dù có thể chưa thích đến mức muốn được làm quen. Nhưng một người phụ nữ có nội hàm có thể khiến một người đàn ông ngày đêm mong nhớ, nguyện dùng cả đời mình để yêu thương, che chở. Những người phụ nữ như vậy thường có 5 đặc điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất, lương thiện, dịu dàng. Người phụ nữ lương thiện, dịu dàng là người phụ nữ đẹp nhất. Họ dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc người đàn ông của mình. Đặc biệt, họ hiểu sự khổ cực và thông cảm cho những khó khăn mà người đàn ông gặp phải, sẽ không giận dỗi vô cớ hay cằn nhằn oán trách. Và chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, một câu quan tâm, an ủi của họ thôi, cũng đủ để một người đàn ông cảm thấy hạnh phúc muôn phần. Họ một lòng một dạ ở bên và đồng hành cùng nửa kiếp của mình. Anh thành công, em cùng anh cai quản thiên hạ. Anh thất bại, em cùng anh làm lại từ đầu. Họ là người bạn tri kỷ, là bến đỗ yên bình nhất, là người phụ nữ mà người đàn ông luôn hết mình bảo vệ và nguyện chung sống cả đời. Thứ hai, biết chăm lo cho gia đình. Người đàn ông luôn muốn tìm cho mình một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Lúc bản thân cố gắng, nỗ lực ở ngoài kia, người vợ có thể trở thành hậu phương vững chắc để họ yên tâm tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước. Người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình sẽ là người động viên, ủng hộ, cổ vũ cho chồng về mọi mặt. Họ sẽ luôn biết cách thu xếp, xử lý để mọi việc trong gia đình luôn gọn gàng, ngăn nắp. Họ cũng dạy dỗ được con cái không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, chăm sóc bố mẹ chồng hết sức tỉ mỉ, chu đáo. Người phụ nữ như vậy là người mà cánh đàn ông luôn muốn lấy làm vợ, làm người bầu bạn suốt đời. Thứ ba, lạc quan và độc lập. Người phụ nữ tích cực, lạc quan, kiên cường và độc lập là người phụ nữ có sức quyến rũ nhất. Họ sẽ không tỏ ra oán hận, bực tức hay tự trách bản thân chỉ vì gặp phải chút khó khăn, mà sẽ cố gắng nghĩ cách để giải quyết. Người phụ nữ như vậy sẽ không trở thành gánh nặng cho người đàn ông. Sự tự tin, độc lập, dũng cảm khiến đàn ông càng xem trọng và yêu mến, đồng thời sẽ nhìn họ bằng con mắt khác. Thứ tư, nội hàm phong phú. Người phụ nữ có nội hàm giống như một loại rượu ngon với hương thơm nồng nàn. Càng thưởng thức sẽ càng thấy thơm. Họ thích đọc sách, có suy nghĩ hết sức phong phú, có thể thẳng thắn bàn luận và đối đáp trôi chảy về mọi chủ đề. Họ có nội hàm phong phú, khí chất xuất chúng, chứ không phải là kiểu người không có chính kiến, bảo sao nghe vậy, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Họ luôn ung dung thong thả, độ lượng, phóng khoáng và bất kể với người hay vật, sẽ luôn giữ một tấm lòng bao dung. Gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết, sẽ không hề lung lay hay nao núng. Sống cùng một người phụ nữ như vậy khiến người đàn ông cảm thấy như được tắm trong gió xuân, và họ chắc chắn sẽ luôn một lòng hướng về người phụ nữ ấy. Thứ năm, luôn luôn vui vẻ. Người phụ nữ luôn luôn vui vẻ sẽ sống và trải qua những ngày tựa như thơ. Họ giỏi tạo nên những niềm vui bất ngờ khiến cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui. Họ sẽ sắp xếp khiến căn nhà trở nên gọn gàng mà ấm áp. Thỉnh thoảng cũng sẽ làm nhũng với chồng, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt, không vui trong gia đình bằng sự vui vẻ hài hước của mình. Không thể tha thứ. 2 giờ sáng, từ chợ đầu mối Long Biên, tôi lao xe lên cầu trở về nhà. Cầu vắng ngắt, trời mưa lâm thâm, gió sông lồng lộng,
thổi khiến cho tôi thấy lạnh. Tôi kéo khóa lên tận cổ, dựng cổ áo, kéo hết tay ga. Chiếc xe nào đi như một mũi tên. Đột nhiên, trong ánh sáng chói lòa của ánh đèn pha, tôi thấy một cô gái bế một đứa con đang tìm cách leo qua thành cầu, cúi đầu nhìn xuống dòng nước. Không kịp suy nghĩ, tôi vội vã phanh xe lại. Chiếc xe máy đang phóng nhanh bị phanh gấp, lạng đi, tí nữa thì hất tôi xuống đường. Tôi bỏ xe, nhảy bổ lại chỗ cô gái, nắm áo cô ta giữ lại. Cô điên à? Cô giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi tay tôi. Buông ra, kệ tôi. Cô gào lên, tôi thẳng cánh, giáng cho cô ta một cái tát lật mặt, giằng lấy đứa bé trong tay cô, rồi chỉ tay xuống dòng nước mênh mông chảy xiết. Giọng tôi đanh lại. Bây giờ thì cô nhảy đi. Không biết là do cái tát quá mạnh hay do giọng nói đầy giận dữ của tôi đã làm cô gái tỉnh lại. Cô cứ thế gục đầu vào vai tôi òa khóc. Người cô rung lên trong một nỗi đau đớn đến tột cùng. Tôi một tay bế đứa bé, tay kia vòng ôm lấy vai cô, vỗ về. Cô không có chỗ để về đúng không? Bây giờ hãy về tạm nhà tôi, rồi từ từ ta sẽ tính. Tôi đưa đứa bé cho cô ta bế, đi lại dựng chiếc xe máy của mình lên, bảo cô ta lên xe, rồi nổ máy đưa cô gái về nhà. Về đến nhà, tôi mở cửa bật đèn. Bây giờ bình tĩnh lại, tôi mới có điều kiện để quan sát kỹ cô gái. Phải nói ngay rằng cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp mê hồn đầy quyến rũ. Những đường cong mềm mại, trẻ trung nổi hẳn dưới bộ quần áo sang trọng đắt tiền khiến toàn thân cô gái như bốc lửa. Nội dưới cái cổ áo khoét hơi sâu một chút thôi là một cái cổ trắng ngần, và dưới một chút nữa, một phần rất nhỏ của cái bầu vú trắng mịn căng phồng đầy sức sống. Nộ ta cùng với toàn bộ bầu vú mềm mại mờ mờ hiện ra dưới làn áo mỏng như khiêu gợi, như mời chào, khiến cho tất cả những người đàn ông chỉ thoáng gặp trong họ đã nháy lên một ngọn lửa khao khát khám phá và chiếm đoạt. Một khuôn mặt thanh tú khả ái, một làn da trắng hồng, một làn môi mỏng chín, tất cả đều như đang có một ngọn lửa thanh xuân ở trong đang rừng rực cháy. Nhìn cô, tôi chợt nhớ đến một câu thơ của Xuân Diệu. Mùa xuân ngon như cặp môi gần. Không phải ai cũng có thể được cảm nhận câu thơ một cách thực thể như tôi đêm nay. Cô ta bước vào nhà, nhìn quanh ngôi nhà tồi tàn của tôi, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt cô gái. Anh làm xe ôm à? Tôi gật đầu. Tôi làm cho một công ty nhà nước, nhưng sáng nào tôi cũng chở một bà buôn hoa quả sang chợ Long Biên. Mà các việc gì khiến cô quẫn trí đến vậy? Tôi hỏi. Cô gái cúi đầu nhìn xuống đất không trả lời. Tôi bỗng thấy hối hận. Lẽ ra tôi không nên hỏi câu đó. Nhìn vóc dáng nõn nả như ngọc, như ngà và bộ quần áo đắt tiền cô ta đang mặc, tôi lờ mờ hiểu điều gì đã xảy ra với cô ta. Sao tôi lại còn bung ra câu hỏi đó? Tôi tự trách mình và vội vàng khỏa lấp đi câu hỏi vô duyên của mình. Thôi, muộn lắm rồi, đi ngủ đi, có gì ngày mai sẽ tính. Nếu cô không có chỗ nào để đi thì cô có thể ở lại đây. Hàng ngày tôi sẽ chở cô sang bên chợ đầu mối, cất hàng buôn bán lặt vặt, lo gì hai mẹ con không sống được. Cô gái ngước lên nhìn tôi với một ánh mắt biết ơn sâu sắc. Tôi nhường cho hai mẹ con chiếc giường độc nhất của mình, còn bản thân thì cầm chiếc chiếu trải ra gian giữa. Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng rải đầy một màu vàng thanh khiết lên mảnh vườn nhỏ nhà tôi. Gió sông nồng nồng thổi, tuy rất mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực, nhưng không hiểu sao đêm nay tôi lại khó ngủ đến thế. Tại trong nhà có hơi một người đàn bà, không, tuyệt đối không phải. Lòng tôi trong sáng, nhưng có yên tĩnh không thì chính tôi cũng không biết nữa. Tôi nằm nghiêng người nhìn ra ngoài sân. Hình như những giọt nước mắt của cô gái vẫn còn ấm lên ngực áo. Lạ thật, tôi cứ luôn nghĩ rằng những cô gái đẹp không bao giờ phải chịu khổ. Làm sao họ có thể khổ được khi mà mỗi bước họ đi có bao nhiêu những chàng trai giàu có địa vị vây quanh. Những thằng đàn ông nghèo như tôi có các kẹo,
cũng không dám lại gần, nói chi đến việc tán tỉnh những cô gái ấy. Đấy thử xem, những cô hoa hậu có cô nào chịu lấy chồng nghèo. Cô gái tối nay của tôi tuy không phải là hoa hậu, nhưng tôi dám chắc nếu cô ta đi thi thì cũng phải nằm trong top 10 cô gái dẫn đầu. Thế mà cô gái ấy lại định tự tử. Tôi kéo chỗ ngực áo, nơi đã thấm đẫm những giọt nước mắt của cô, đưa lên hít một hơi dài. Một mùi hương đàn bà, một mùi hương của son phấn, một mùi nước mắt nhan nhát mặn. Tất cả những mùi ấy quyện vào nhau, tràn ngập trong tôi, làm cho tôi thao thức, không sao ngủ được. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động nhẹ. Tôi quay người lại, không tin nổi vào mắt mình nữa. Trong cái ánh sáng khuếch tán của ánh trăng mờ mờ hắt vào trong nhà, một nàng tiên lộng lẫy hiện lên. Nàng khỏa thân, mái tóc buông xõa, thả thướt ôm trọn lấy tấm lưng mảnh xẻ. Trăng sáng quá, trong cái ánh sáng khuếch tán, tôi vẫn nhìn rõ bầu vú căng tròn với hai núm vú nhỏ hơi hất lên như khiêu khích mời gọi. Thấy tôi quay người lại, nàng đứng lại như muốn để tôi chiêm ngưỡng một tác phẩm kỳ diệu của tạo hóa. Tôi nằm im, dán mắt vào cơ thể nàng. Nàng đứng im, hơi cúi đầu như e thẹn. Chao ơi, cái dáng vẻ e thẹn của nàng càng làm cho thân hình tuyệt mỹ ấy như bốc cháy. Thấy tôi vẫn nằm im, nàng tiến lại phía tôi chậm chạp, ngập ngừng. Đến sát chỗ tôi nằm, nàng đứng lại một lúc như suy nghĩ rồi vén màn lên chui vào. Thằng đàn ông trong tôi bùng nổ, tôi ôm siết lấy nàng, đôi môi, đôi bàn tay tham lam của tôi cuồng loạn khám phá khắp nơi trên cơ thể nàng. Nàng nằm im, không nói một lời, thân hình không hề động đậy. Tôi trườn lên trên người nàng. Thằng nhỏ của tôi căng cứng, mặt tôi cúi xuống, áp sát vào mặt nàng. Đôi môi thèm thuồng, khao khát của tôi vươn tới đôi môi hồng tươi của nàng. Bỗng tôi gặp một đôi mắt vô hồn băng giá, đầy chịu đựng. Cái băng giá của đôi mắt ấy làm ngọn lửa dục vọng trong tôi vụt tắt ngấm. Tôi nằm xuống chiếu, nằm ngửa im lặng, nhìn lên đỉnh màn. Một lúc sau, tôi nói với nàng bằng một giọng khó nhọc. Cô mặc quần áo vào và về với con đi. Cô không cần phải làm như thế. Tôi không phải là loại người ấy. Nói xong, tôi ngồi dậy, mặc quần áo, vén màn định chui ra ngoài. Người tôi chưa chui ra khỏi cái màn thì cô gái nhỏm ngồi dậy, ôm chặt lấy tôi, đầu cô gục vào vai tôi. Không nghe thấy tiếng khóc, nhưng người cô rung lên và vai tôi ấm nóng. Chúng tôi cứ ngồi im như thế rất lâu. Cô xoay người tôi quay lại, nép vào ngực tôi một cách tin cậy, rồi thì thầm. Em xin lỗi, anh hãy ở lại đây với em đêm nay. Em xin anh. Mùa xuân gần lại môi tôi, và lần này thì đến lượt nàng cuồng nhiệt. Ánh mắt của nàng nồng nàn thiêu đốt, nàng rên lên khe khẽ, người không nên đón nhận và dâng hiến. Tiếng ọ ẹ của trẻ con đã lôi tôi tỉnh dậy. Ngôi nhà vắng ngắt, cô gái đã bỏ đi, trên mặt bàn uống nước một lá thư để lại. Tôi cầm lá thư lên đọc. Anh dì ơi, em tin điều đêm qua anh nói là em có thể ở lại nhà anh để buôn bán lặt vặt, nuôi con là điều anh nói thật lòng. Em biết anh là người tốt, thời buổi này những người tốt như anh chẳng còn nhiều. Nhưng anh ơi, em phải thú thật một điều là em không thể sống nổi trong hoàn cảnh của anh. Em quỳ xuống cầu xin anh hãy nuôi đứa nhỏ giúp em. Đừng mang nó đi cho ai, em sẽ gửi tiền về nuôi nó. Em xin lỗi đã bỏ đi và đã đặt lên vai anh một lời cầu xin không dễ thực hiện. Nhưng linh cảm mách bảo em rằng anh là người mà em có thể nhờ cậy. Anh ơi, em là một đứa con gái hư hỏng. Nhưng đêm hôm qua là lần đầu tiên trong đời em được sống trong cảm giác dâng hiến. Nhưng em biết em không đủ tư cách để nói em yêu anh. Nhưng em muốn nói với anh rằng em tin anh. Em Thúy. Tài bút, em mượn tặng anh một ít tiền, nhất định em sẽ trả lại. Tôi cầm bức thư đọc lại 2-3 lần. Những hình ảnh đêm qua lại chợt quay lại, ánh mắt mê đắm, tôi vòng tay siết chặt. Những đầu ngón tay cào lên tấm lưng trần của tôi đau nhói. Tiếng rên rỉ và tấm thân quằn quại trong đê mê hạnh phúc. Tất cả những cái đó không thể là sự trả giá cho một lá thư như thế này. Không, tôi tin, tôi muốn gào lên.
đấy là sự dâng hiến. Con bé cất tiếng khóc, vây lại phía chiếc giường, bế con bé lên. Nhìn cái mặt bổ bĩnh thiên thần của nó, những tình cảm tốt đẹp về đêm qua trong tôi tan biến. Một nỗi căm giận bốc lên trong tôi, một con quỷ trong một cơ thể thiên thần. Trời ơi, có thiên thần nào dám bỏ lại đứa con còn đỏ hòn cho một người không quen biết. Tôi run run, cô dỗ con bé, nhưng nó vẫn ngằn ngặt khóc, chắc nó đói lắm. Không sao được, tôi đành bế con bé sang cô hàng xóm vừa đẻ xin bú trực. Tôi vắn tắt kể cho cô ta nghe câu chuyện tối qua và bảo, em cho nó bú trực một bữa nhé, anh chạy đi mua các thứ cho nó. Cô gái đó lấy cái miệng bé nựng, nào cuốn con ra cô cho bú nào, khổ thân cuốn con của cô quá. Nhìn con bé bú lấy bú để, cô gái thở dài, lắc đầu bảo tôi, sao lại có loại mẹ như thế được nhỉ, con bé đẹp quá. Nếu là em sẵn sàng bán máu của mình để nuôi nó, chứ không thể vứt bỏ đứa con của mình. Tôi cũng lại thở dài. Tối hôm qua, tôi cũng bảo với cô ta rằng, nếu không có chỗ nào đi, thì cô ta có thể ở lại nhà tôi. Hàng ngày tôi đưa đi cất hàng bên chợ Long Biên mà nuôi con. Nhưng sáng nay thì cô ta bỏ đi mất. Cô ả bỏ đi là may cho anh đấy. Loại đàn bà ấy mà ở lại thì anh chỉ có chết. Ừ, có lẽ thế thật, tôi thầm nghĩ. Tôi sở tay lên túi, định lấy tiền đi mua mấy thứ cho con bé, mới phát hiện ra túi tôi đã rỗng không. Số tiền hơn 1 triệu hôm qua tôi vừa lấy về đã biến mất. Tôi định mang cho đứa bé đi, nhưng không hiểu sao bức thư của cô gái để lại cứ ám ảnh mãi trong tôi. Ba từ em tin anh ở cuối bức thư đã giữ tay tôi lại. Thỉnh thoảng cái ánh mắt băng giá nhẫn nhịn chịu đựng và ánh mắt bừng bừng đam mê, tiếng rên rỉ và tấm thân ngà ngọc cong lên như một sự trao gửi lại hiện về vật lộn trong tôi. Tôi không thể tin đấy chỉ là một khoái cảm nhục dục của một sự trả giá. Trong cái ánh mắt đam mê ấy, tôi còn nhìn thấy một cái gì đó mà tôi không thể cắt nghĩa nổi, còn cao hơn cả nhục dục. Tất cả những cái đó đã giúp tôi vượt qua được mọi khó khăn để nuôi con bé. 2 tháng sau khi cô ta bỏ đi, tôi nhận được một phiếu gửi tiền. Trong phần gửi thư, cô ta chỉ viết có mấy chữ: em cảm ơn anh, mẹ yêu con. Tôi lần theo địa chỉ ghi trong phiếu gửi tiền, nhưng ở cái phố ấy không có số nhà mà thư chuyển tiền đã ghi, tôi đành chịu. Cô ta gửi tiền rất đều đặn, tháng nào cũng gửi và thư nào cũng chỉ vẹn vẹn có 7 chữ như lá thư đầu tiên. Thời gian cứ trôi đi cho đến khi con bé được 4 tuổi bắt đầu đi học mẫu giáo. Một hôm tôi đến đón con bé thì nó ôm một con búp bê rất đẹp. Tôi hỏi thì nó bảo một cô đến chơi cho con. Tôi lặng người đi. Thì ra cô ta vẫn thường xuyên đến thăm con mình mà tôi không biết. Một hôm cơ quan tôi mất điện, tôi được về sớm. Tôi đến trường mẫu giáo đón con bé. 2 bố con tôi dắt tay nhau đi nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên tôi có linh cảm rằng có ai đó đang theo dõi mình. Tôi đột ngột quay đầu lại, thoáng thấy một cái đầu thụt lại rất nhanh ở góc đường. Tôi gọi to, Thúy. Tôi bế thốc con bé lên, chạy vội lại chỗ ấy, chỉ thấy bóng một người con gái đang phóng xe bỏ chạy. Tôi đứng từ người bên góc đường, con bé hỏi, ai đấy hả bố? Cái yết hầu ở cổ tôi giật giật mấy cái mà vẫn không thể làm sao trả lời được con bé. Tôi biết trả lời với con tôi thế nào đây. Tôi siết chặt lấy con bé, một nỗi thương cảm xen lẫn với giận dữ dường như bóp nghẹt lấy con tim. Không, bố cứ tưởng là bạn bố. Tháng ấy trong tờ phiếu gửi tiền, cô ta viết vỏn vẹn có 3 chữ: em xin lỗi. Năm con bé vào lớp 1, tôi nhận được một gói bưu phẩm, trong đó có mấy bộ váy trẻ con, một cặp sách, sách vở và đặc biệt là một chiếc áo len đan bằng tay. Chiếc áo len thì tốt nhưng đan rất vụng, bị nỗi rất nhiều. Cầm cái áo len lên, tôi gọi con bé vào mặc thử cho nó chiếc áo vừa in. Tôi lặng lẽ thở dài, em là ai, yêu tinh hay thiên thần? Cuối năm ấy tôi xây lại nhà, cô ta gửi về giúp 30 triệu. Sau lần ấy, một khoảng thời gian rất lâu, chừng hơn 1 năm gì đó, không thấy cô ta gửi tiền về nữa. Một buổi chiều hôm ấy tôi được nghỉ, 2 bố con tôi dắt nhau đi chợ.
Lúc trở về đang đi, bỗng con bé giữ tay tôi đứng lại. Bố, có ai định vào ăn trộm nhà mình kìa. Tôi nhìn theo tay con bé, một người đàn bà đang thập thò ở đầu ngõ nhà tôi. Người ấy kiễng chân, cố nhìn qua cánh cổng được bịt kín bằng tôn hoa, nhìn vào trong nhà. Khu nhà tôi ở giống như một nàng quê. Mọi người sống với nhau rất thanh bình. Từ xưa đến nay không bao giờ có chuyện trộm cắp, nên hai bố con tôi đi chợ nhưng cửa nhà vẫn mở toang, chỉ khép cánh cổng lại. Nhìn một lúc, có lẽ do mỏi chân, người ấy đứng xuống, nghỉ rồi lại kiễng chân, tay vịn vào song cửa, nhìn vào trong nhà. Lần này do cô ta túm vào cánh cổng nên cánh cổng từ từ mở ra. Cô ta vội đứng xuống, lấy tay đóng cánh cổng lại rồi lại kiễng chân nhìn vào trong nhà. Tôi lặng đi. Cô ta, người ấy chỉ có thể là cô ta. Tôi vội vàng bảo với con bé. Không phải kẻ trộm đâu con, bạn của bố đấy. Còn sang nhà cô Thắm chơi để bố nói chuyện với bạn. Con bé đi rồi, tôi nhẹ nhàng đi đến đằng sau lưng cô ta. Cô ta vẫn không biết, vẫn cứ kiễng chân, nghiền cổ nhìn vào nhà. Muốn gặp con, sao không vào hẳn trong nhà? Tôi cất tiếng hỏi, cô ta giật bắn mình quay lại. Tôi cũng giật mình. Trời ơi, mới có mấy năm không gặp, sao cô ta có thể thay đổi đến mức ấy? Những nét thiên thần đã biến mất. Nhìn cô ta, tôi cứ ngỡ mình đang đứng trước một cô gái gần 40 tuổi. Những nếp nhăn hẳn sâu trên đuôi mắt, người nhăn nhúm tàn tạ. Tôi mở to cánh cổng bảo cô ta, vào đi. Cô ta ngần ngừ rồi hỏi tôi, con bé không có nhà hả anh? Không. Nghe thế cô ta mới yên tâm bước vào nhà. Cô ta nhìn quanh ngôi nhà, có lẽ sự khang trang của ngôi nhà đã gợi trong cô ta một điều gì đó. Tôi thấy cô ta khẽ thở dài, một cái gì đó như là một sự tiếc nuối ân hận lộ rõ trong mắt âm u của cô. Trong lúc tôi pha nước, cô ta vắn tắt kể cho tôi nghe chuyện của mình. Vài năm đầu sau khi rời khỏi nhà tôi, cô ta làm gái bao cho một đại gia, nhưng rồi bị vợ anh ta phát hiện, thuê người đánh cho một trận. Rồi cô ta bị đẩy ra làm gái đứng đường và rồi bị bắt. Cô ta vừa được ra trại, lần đến đây để muốn nhỏ mặt đứa con của mình. Bây giờ thì chắc cô không thể làm gái được nữa. Vậy cô định làm gì? Vừa đưa chén nước cho cô ta, tôi vừa hỏi. Cô ta cầm chén nước trong tay, xoay xoay cái chén. Từ trong đôi mắt mờ đục do bụi bẩn của đời của cô, một dòng nước mắt ân hận muộn màng từ từ ứa ra, lăn xuống đôi má đã bạc màu. Em cũng không biết. Cô ta dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nhìn tôi hỏi, anh có thể cho em ở lại đây luôn, buôn bán mặt vặt được không? Em chỉ muốn hàng ngày được nhìn thấy con bé. Tôi lắc đầu. Muộn rồi, ngày xưa nếu. Tôi định nói tiếp, nhưng rồi tôi đã kịp dừng lại. Nói cũng chẳng ích gì, giá cô ta phải trả đã quá đắt rồi. Tôi có thể giúp cô một điều cuối cùng trong cuộc đời mình. Nói rồi tôi rút trong túi một thẻ ATM đưa cho cô gái. Đây là toàn bộ số tiền cô gửi về trong mấy năm. Cô hãy cầm lấy làm vốn để thay đổi cuộc đời mình. Cô ta nhìn tôi ngỡ ngàng. Những năm vừa qua, anh khó khăn thế, sao anh không dùng tiền nuôi con em gửi về? Tôi nhìn cô ta, thương hại, xen lẫn với căm giận. Cô tưởng đồng tiền không có mùi sao? Không, đồng tiền có mùi và rất nặng mùi nữa. Con bé là thiên thần, nó không thể được nuôi bằng những đồng tiền bẩn thỉu. Cô gái chết lặng, cô cầm cây nón lên, chậm chạp đội lên đầu, rồi từ từ quay người đi ra cổng. Đến cổng, cô ta đột nhiên quay lại, quỳ sụp dưới chân tôi, giọng cô nghẹn tắt. Em cầu xin anh một lần cuối cùng trong đời, đừng kể gì về em với con bé cả. Nếu nó hỏi, anh cứ bảo mẹ nó đã chết rồi. Nói xong cô ta vùng bỏ chạy. Tôi nhìn theo cô gái, sông Hồng lặng gió.